Cái này cây bằng lăng này nha các bạn. Cái này mình nói chung mua cũng của miền ngoài thôi, về bán lại thôi. Cái này mình thấy cái form nó cũng hay hay. Cái này nếu mấy bạn về mấy bạn ghép tường vi vô á, ghép cái tường vi vô á, đến sau này nó ra bông đẹp lắm. Còn như bằng lăng thì nó lên chậu nó khó ra bông, muốn nó ra bông thì phải để cho cái tược nó dài nó mới ra bông được. Còn không mấy là mấy bạn ghép tường vi thái rồi vô nó đẹp lắm. Cây này nó so với cái chai 247 này nha các bạn, cái hoành chỗ này chắc khoảng hai mấy thôi, 20 thôi, cỡ chai, cỡ đít chai 247 thôi. Cái hạt xương nó cũng hay hay, nhìn nó hay hay nên mình mua đó, về bán lại mà cũng không thấy ai hỏi han hết. Tại miền ngoài nói chung cái này bán nhiều quá rồi, mua về chủ yếu mục đích cũng khoái quá, mua chơi thôi, vị trí thôi. Vàng xương nó đẹp, đẹp cái khó cái vàng xương, nhìn nó tự nhiên lắm, nó không có mà cắt từ ngọn luôn. Cái này bán anh em nào mua chơi giải trí. Bằng lăng nha bạn, giảm giá xị hàng xị anh em này, giảm giá với một số cây để bán cho có clip để đăng hàng ngày thôi bạn ơi, cho anh em vô coi thôi. Còn cây nào cảm thấy rẻ rẻ mua, có clip để mình đăng hàng ngày, nói chung cho thấy thôi. Bằng lăng nha bạn.